Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin múc bãi EVN, liệu múc sạch hay múc một phần đây. Hiện nay, Bộ Công Thương của Việt Nam đang bị sức ép từ Bộ Chính trị buộc phải xử lý EVN. Mới đây, Bộ Công Thương đã cho chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về Bộ trong 6 tháng để theo dõi và xử lý vi phạm. Đi kèm với đó là Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia Nguyễn Đức Ninh bị tạm đình chỉ để thanh tra cung ứng điện. Quyết định này là ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ký. EVN đang bị áp lực phải tự xử lý. Việc làm này cho thấy EVN đã không tự lo liệu được cho họ mà cần phải có bàn tay của bố, chính là Bộ Công Thương mới thực hiện. Bởi khi EVN sai phạm thì cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ Công Thương. Lâu nay EVN được ưu ái một mình một chợ, độc quyền cả bán lẫn mua điện tùy ý. Ngoài ra Bộ Công Thương cũng buông thả cho EVN muốn làm gì thì làm, khi bị Bộ Chính trị ép xuống thì mới giật mình thu Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia A0 về để mà xem xét. Cho tới nay người ta cũng chỉ mới thấy Bộ Công Thương và EVN đóng cửa vào nhau. Nhìn bên ngoài thì trông có vẻ như Bộ Công Thương mạnh tay với EVN, nhưng kỳ thật nó không mạnh như người ta vẫn nghĩ. Bản thân Bộ Công Thương cũng cần phải bị thanh tra, kiểm tra, chứ Bộ Công Thương chẳng sạch sẽ gì. Mối quan hệ giữa Bộ Công Thương và EVN là mối quan hệ cha và con. Cha cũng dính phốt, con cũng dính phốt, thì làm sao người cha có thể dạy bảo con mình cho được, rồi cũng sẽ thất bại mà thôi, và điện vẫn cứ bị cắt liên tục. Người đảng viên Đảng Cộng sản có văn hóa bao che nhau từ trong máu. Từ thời ông Hồ Chí Minh thì công tác phê và tự phê bình vẫn cứ hô hào. Công tác tự phê là một việc làm vô ích, bởi không ai có thể tự phê bình chính mình được. Bản thân con người ai cũng muốn khoe ra cái tốt và che đậy cái xấu. Không ai muốn tự phơi cái xấu cho mọi người cùng biết cả. Bộ Công Thương bị áp lực phải xử lý EVN. Đây là một thông tin mới chia sẻ. Có người nói không có áp lực từ Bộ Chính trị thì Bộ Công Thương không bao giờ cách chức quan chức nào trong số các doanh nghiệp mà họ đang quản lý. Như vậy, Bộ Chính trị đang muốn múc EVN, nhưng xem ra Bộ Chính trị đang muốn giơ cao đánh khẽ chăng? Đã quyết định chấn chỉnh EVN là phải làm nhanh và bất ngờ, chứ còn để Bộ Công Thương làm thì e không hiệu quả. Không biết sắp tới đây có bắt bớ hay điều tra gì hay không, bởi cho dù bắt hết những quan chức tham nhũng vào tù mà không xóa bỏ cơ chế độc quyền của ngành điện thì rất khó mà thay đổi được tình hình. Bởi những tiêu cực đã diễn ra trong nhiều năm, nó xuất phát từ cơ chế độc quyền dành cho EVN. Nói tới thay đổi cơ chế thì Đảng Cộng sản làm vô cùng chậm chạp, bởi bất kỳ cơ chế mới nào họ cũng e sợ không có khả năng kiểm soát. Và thực tế đã nhiều lần xảy ra đúng như vậy. Những gì không kiểm soát được thì họ cấm, và Đảng Cộng sản đã áp dụng quá nhiều lệnh cấm trong đủ mọi lĩnh vực. Cổ phần hóa còn không chịu làm thì liệu EVN có chịu cạnh tranh không? Ông Dương Quang Thành, cựu chủ tịch tập đoàn EVN, đã ngửi thấy mùi và xin rút lui vào hồi 1 tháng 5 vừa qua. Chính ông này là người đã làm cho EVN lỗ gần 100.000 tỷ đồng và để cho các công ty con dư hàng chục ngàn tỷ đồng để ở ngân hàng lấy lãi. Hậu quả do ông Dương Quang Thành để lại là rất lớn. Muốn thay đổi triệt để thì Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tẩy sạch những quan chức phá hoại như ông Dương Quang Thành và các thuộc hạ của nó, đồng thời xóa bỏ cơ chế độc quyền dành cho EVN. Có thế mới thay đổi được triệt để. Còn nếu chỉ múc sạch các quan chức mà thôi, rồi vẫn giữ nguyên cơ chế cũ thì cũng lại đâu vào đấy, rồi cũng sẽ sinh ra những Dương Quang Thành khác, và người dân lại phải khốn khổ vì ngành điện và nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề vì nó. Có người dự đoán có thể Bộ Chính trị sẽ múc EVN, nhưng múc những cá nhân chứ khó thay đổi cơ chế độc quyền. Nếu nhận xét này đúng thì việc thanh tra kiểm tra ngành điện lực cũng chỉ là công dã tràng xe cát mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin múc bãi EVN, liệu múc sạch hay múc một phần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thiếu vốn, bệnh viện không mọc nổi, Bộ Công an bung núi tiền xây nhà hát. Cho tới nay, người dân Hà Nam và một số tỉnh lân cận dài cổ chờ đợi hai dự án đi vào hoạt động. Đó là cơ sở 2 của Bệnh viện Việt và Bệnh viện Bạch Mai, tổng trị giá 9.000 tỷ đồng. Khi hai dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động, sẽ giúp người dân Hà Nam và các tỉnh lân cận tiếp cận được những dịch vụ y tế chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, hai dự án này đang trong cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc cao ngút bên ngoài tường bao quanh thành điểm căng bản bán hàng. Tại Bình Dương, một tỉnh giàu nhưng tình trạng vẫn không khá hơn, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương sau nhiều năm xây dựng vẫn chưa được hoàn thành để phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa Bình Dương tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là công trình trọng điểm của tỉnh với vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, gồm 17 tầng hiện đại, khang trang. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 2 tại Hà Nam xây nửa chừng rồi lại bỏ hoang. Đấy là những công trình vừa tốn tiền vừa không giúp ích gì cho người dân. Nguyên nhân thì cũng quanh quẩn hai từ vốn đâu ra. Ngành y tế thật thảm hại. Trung ương Đảng duyệt chi ngân sách cho Bộ Y tế chỉ với 7.467 tỷ đồng một năm. Một ngân sách eo hẹp như vậy thì việc gọi vốn để xây bệnh viện là vô cùng khó khăn. Chính vì thế bệnh viện không thể nào mọc nổi là điều dễ hiểu. Quan chức trung ương có quyền tác động vào ngân sách cho Bộ Y tế thì họ lại không quan tâm đến bộ này, quá nghèo. Bởi nếu có bệnh thì họ đi Mỹ, đi Nhật, đi Singapore chữa trị. Họ không làm bệnh viện trong nước nên họ không quan tâm mặc người dân. Trong khi đó, ngân sách của Bộ Công an thì được duyệt chi đến 99.953 tỷ đồng. Làm tròn là 100.000 tỷ đồng. Khi chúng tôi đưa nghị quyết 70 về phân bổ ngân sách năm 2023 cho những người dân xung quanh xem, thì họ bột miệng nói rằng, đại ý, tiền đổ cho công an ăn ngập mặt, còn tiền cho y tế thì chúng lại bóp đến thảm hại. Con số đã nói lên tất cả. Đảng tuồn tiền cho Bộ Công an quá nhiều và xem Bộ Y tế chẳng ra gì. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai cũng trùng số phận. Ngành công an là ngành thuộc lĩnh vực sử dụng bạo lực. Ngày trước khi các quan văn thường hay khinh thường quan võ, coi họ là thành phần võ biệt, hữu dũng vô mưu. Nhưng nhóm quan võ chỉ biết tuốt gươm ra dọa nạt, chỉ ít ông võ tướng nào hiểu về văn hóa, thích thơ ca, nhạc họa. Việc xây nhà hát cho Bộ Công an là một công trình lãng phí rất lớn tiền thuế của người dân. Nhà hát tại Hà Nội không sử dụng hết công suất mà vẫn cứ phải xây thêm. Xây nhà hát không phải để phục vụ cho đời sống tinh thần của các quan chức ngành công an mà xây chỉ để có dự án nhằm mục đích kiếm trác chia nhau. Dự án hàng ngàn tỷ đồng là cơ hội để những người liên quan tìm kiếm những khoản lãi quả khổng lồ. Kẻ ăn không hết, người lần không ra là câu thành ngữ rất đúng trong trường hợp này. Công an ăn không hết số tiền 100.000 tỷ đồng nên phải vẽ ra dự án vô bổ để mà rút tỉa cho hết. Còn người dân thì lần không ra bệnh viện. Bởi bệnh viện vốn đã thiếu mà lại không thể hoàn thành dự án vì thiếu vốn. Thực trạng này đã tồn tại rất nhiều năm qua, nhưng nhóm lãnh đạo ở Trung ương không chịu điều tiết để ngành y tế Việt Nam có được cơ sở vật chất khá hơn. Bộ Công an quá thừa tiền nên đem xây nhà hát. Từ nhiều năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nhai đi nhai lại câu khẩu hiệu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xã hội công bằng ở đâu khi ngành công an thì tiền ngập mặt mà y tế, ngành chăm sóc sức khỏe cho nhân dân lại lần không ra. Thực tế đã nói lên tất cả và khẩu hiệu chỉ là những lời nói sáo rỗng. Sẽ không có sự công bằng nào một khi Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền ở Việt Nam. Dân là đối tượng để Đảng khai thác, chứ không phải là đối tượng để Đảng phục vụ. Sẽ không có vì dân nào hết, mà chỉ có vì Đảng. Đổ tiền vào công an đến ngập mặt,
và bỏ dân thiếu thốn đủ bề. Điều này như thuộc về bản chất của chế độ, muốn thay đổi xã hội chỉ có cách thay đổi chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thiếu vốn bệnh viện không mọc nổi, Bộ Công an bung núi tiền xây nhà hát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de